Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Tôi đang có mặt ở một thành phố cao nguyên. Một thành phố với tên gọi rất tuyệt vời. Anh đi công tác Pleiku. Vâng, chính là thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai. Tôi có mặt ở đây để cùng với quý vị chứng kiến một trận được coi là nóng bỏng của vòng cuối V-League 2019, trận Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa. Trận đấu có tính quyết định cho suất xuống hạng hay là trụ hạng ở mùa giải này, đặc biệt là với Khánh Hòa. Bóng đá đúng không? Chúng ta sẽ nói sau đi. Bây giờ đấy, cảnh quan xung quanh của thành phố Pleiku đây. Đây cũng là coi là khu trung tâm đây. Quý vị có thể thấy là hàng quán bán vỉa hè. Đây này, bánh mì cay 7.000 đồng một ổ này. Bánh crepe này. Bánh crepe sầu riêng, crepe mặn ngọt, bánh mì nướng sa tế. Đấy. Nhà thì tương đối thấp ở đây. Biểu ngữ cổ động của tỉnh sử dụng đa dạng các loại thực phẩm sẵn có ở địa phương cho bữa ăn gia đình. Đấy, an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà thì tương đối thấp. À, trà tắc. Trà tắc là trà quất đó. Ở trong này gọi quả quất là quả tắc này. Một cái nhà thờ ở phía này. Đây là đường Lê Lợi. Đường Lê Lợi. Cái quảng trường của thành phố Pleiku là ở đằng kia kìa, phía tay thôi, đi đằng kia, đi khoảng gần 200m nữa ở dãy trái. Thì sẽ có cái quảng trường Bác Hồ, tượng Bác Hồ ở đó. Còn đây là cái ngã 6 nha. Ngã 6 có cái cột trụ rất là dễ biết ở đây. Xa xa là cái cột trụ ngã 6 đó. Đây nó. Bánh sầu riêng chiên giòn. Bánh sầu riêng chiên giòn. Em quay một chút. Quay từng cái này. Ok. Ngon đó nhưng mà bụng chưa đói lắm. Bắt thêm một cái anh. Có công an à? Ồ, đang định hỏi mua thì công an chạy mất dép luôn. dân phòng họ ra họ dẹp vỉa hè cho nên là ông ấy phải chạy. Đang định thử. May anh kia anh cũng kéo xe chạy nhanh á, còn có cho cả xe lên xe tải rồi. Đấy, làm ăn khó khăn phết đấy. Không đơn giản gì nào. Đây là ngã 6 của thành phố Pleiku nha. Ở đây là có thể đi đến các cái tỉnh khác ở khu vực Tây Nguyên như là đi Kon Tum. Đi các tỉnh khác. Đi xuống Bình Định, Yên. Ở cái khu vực này thì nổi tiếng nhất là cái quán cơm gà Mỹ Tâm. Cơm gà Mỹ Tâm, tiệm cơm Mỹ Tâm này kìa. Có mấy cơ sở ở chỗ này cơ. Một cái ở đây, một cái ở đằng này. Đằng này nối ra sân vận động đây. Bây giờ chúng ta đi ra đằng sân vận động nhé. Đây là các bác xe ôm đang đợi khách. Thực ra trận đấu này là một cái trận đấu rất nóng cùng với cả cái trận Bình Dương và Thanh Hóa.
bởi vì Thanh Hóa và Khánh Hòa là hai đội đang cạnh tranh trụ hạng. Tức là V-League mùa này là có một suất xuống hạng trực tiếp này, tức là dành cho đội xếp cuối cùng ở trên bảng xếp hạng. Trước lượt đấu cuối này thì Khánh Hòa đang xếp chót với 25 điểm bằng với số điểm của Thanh Hóa nhưng kém hơn hiệu số thắng bại, cho nên là họ đang xếp cuối cùng. Thanh Hóa làm khách trên sân của Bình Dương ở vòng đấu này. Điều đó có nghĩa là Khánh Hòa phải thắng ngày hôm nay và nghe ngóng kết quả của trận Thanh Hóa Bình Dương. Bình Dương vẫn còn cơ hội, Bình Dương khả năng là họ sẽ đua tranh để giành vị trí thứ 3 với Quảng Ninh để có thể đạt huy chương đồng. Đấy, đều có những cái nhận định trước vòng đấu cuối cùng là như thế đấy. Khánh Hòa phải thắng nha. Phải thắng. Ở bên ngoài, chúng ta vẫn đang bên ngoài của sân Pleiku. Đường đã được ngăn rồi. Cảnh sát giao thông đã đứng rồi để có thể đảm bảo an ninh cho cái trận đấu lượt cuối này. Lượt cuối này thì hai trận có trọng tài ngoại ha. Trận Hoàng Anh Gia Lai Khánh Hòa ngày hôm nay và trận Bình Dương Thanh Hóa. Trên này thì phương tiện chủ yếu là những xe Honda, xe Honda. Biển ở trên Gia Lai là biển 81 nha. 79 là Khánh Hòa, 77 là Bình Định, 83 là Phú Yên, 81 là Gia Lai. Hôm nay mình đi trên đường mình thấy một cái xe ô tô biển 8UA18118. Sợ thật. Đây là cái quán Mỹ Tâm 2, quán gà, cơm gà Mỹ Tâm 2 tôi giới thiệu. Đấy, chỗ này là chỗ đông lắm. Buổi trưa đông lắm, bán đến 2-3 giờ chiều. Lát nữa chúng ta sẽ vào bên trong sân vận động để khám phá sân vận động Pleiku nha. Đây là khách sạn Pleiku và Em Hotel. Có cái lối nhỏ này. Cái lối nhỏ này ở bên sau sân vận động này, đi thẳng là ra cái quán cà phê, cả cái phố cà phê. Đây là cái khu hội quán, là cái khu tụ tập đông những cổ động viên ruột của Hoàng Gia Lai. Quán toàn bánh mì dành cho các cổ động viên. Đây, lối nhỏ này cũng đi thẳng ra cái hẻm này, là cũng đi thẳng ra cái con phố ở mặt trước của sân Pleiku. Cũng có mấy tiệm bún bò Huế rồi cà phê ngon lắm ở đằng đấy. Cà phê Thanh Thanh, Thanh Thủy này. Hội cổ động viên bóng đá Hoàng Gia Lai, hội quán này. Sân Pleiku. Quý vị nhìn thấy cái chữ chưa? Sân Pleiku đó. Lượt cuối thì Hoàng Gia Lai đã chính thức trụ hạng rồi. Họ đã có một cái trận đấu ở vòng đấu trước trên sân của Thành phố Hồ Chí Minh, họ thắng. Hoàng Gia Lai năm nay là trụ hạng trước một lượt đấu, nhưng mà sau cái trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì Minh Vương của Hoàng Gia Lai mới bật cái status trên Facebook đó là dành cả túi thanh xuân chỉ để trụ hạng. Đúng là một câu cũng tương đối là buồn đúng không? Nhưng mà thực tế là mấy năm qua thì cái lứa cầu thủ của Gia Lai cũng đã thử lửa V-League rồi, nhưng mà họ cũng phải chật vật trong từng mùa giải để trụ hạng. Trong khi đó thì Bầu Đức nói cách đây khoảng 3-4 năm là khoảng 5 năm nữa thì Gia Lai sẽ không có đối thủ ở V-League. Hy vọng là khoảng 1-2 mùa tới nữa khi mà cầu thủ Hoàng Gia Lai thực sự cứng cáp đi. Bởi vì thế này này, bóng đá nó là một cuộc chạy đua không có giới hạn. Khi mà anh mạnh rồi thì các đội bóng khác họ yếu hơn một chút, nhưng họ sẽ được đầu tư nâng cấp qua từng năm. Cầu thủ thì cũng là con người thôi, người ta sẽ chín chắn qua từng năm, đọ sức qua từng mùa giải. Tất cả nó sẽ được giải quyết sớm. Và Gia Lai hy vọng là vài năm nữa họ sẽ thành mạnh nhất thật. Đây bên ngoài nha, các cổ động viên đang chuẩn bị ngồi bàn tán với nhau. Ở đây là con đường sport, con đường thể thao, bán đồ thể thao của
thành phố Pleiku. Đây là đường Quang Trung. Mình sẽ vào nha, mình sẽ vào bên trong nha. Đây, quanh bán này, toàn bánh mì này. Đây là cổ động viên ruột của Hoàng Gia Lai ngồi đây, mùa giải 2019-2020. Ở đây là họ có những cái sự giao lưu với cả rất nhiều các hộ cổ động viên lên làm khách trên sân Gia Lai thì họ đều giao lưu ở đây. Nhiều khi mà trống reo kèn mở tinh ngọn tỏi ở cái khu này luôn á. Hôm nay là lành á. Nhưng mà hôm nay thì các cầu thủ Gia Lai họ nói rằng họ sẽ cố gắng để có thể cống hiến một trận cầu đẹp để tri ân khán giả. Không biết là trận cầu đẹp này thì họ sẽ thắng được Khánh Hòa bao nhiêu này. Ôi, cô phục vụ xinh đấy. Mình vào sân nha. Đây là phía khán đài C của sân Pleiku. Thời điểm này thì khán giả chưa tới sân đâu, họ vẫn còn sớm. Sân này đúng là một cái sân đấu mà ao ước đến từ lâu rồi, từ cái hồi mà mình xem Gia Lai lên hạng V-League ấy. Khi đó thì Bầu Đức mới nhảy vào bóng đá Gia Lai ấy, đưa Zico Kitisak về, đưa một loạt những cái tên đình đám của một loạt Thái Lan thời điểm đó về như Chukiat, rồi Taiwan Suipan, rồi Dusit ha. Sau này thì có những cái tên tuổi khác nữa, Lý Nguyễn đúng không? Thời điểm đó thì bóng đá Việt Nam những cầu thủ khoác áo Hoàng Gia Lai, đội bóng được coi là doanh nghiệp lúc đó thì có Mạnh Dũng này, hậu vệ